Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của câu chuyện Bơi qua bể khổ, một chuyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Lê Nguyệt. Và cùng với Đình Duy theo dõi xem cái số phận của nhân vật là nàng dâu tên là Cúc này có những cái gì chân truyền, và dần dần thì không biết là cuộc sống của cô ta có khá hơn, có thoát khỏi cái bể khổ đầu tiên trong cuộc đời của mình hay không. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị chúng ta bớt chút thời gian cho Đình Duy một nút đăng ký kênh, cũng như là sự chia sẻ, sự comment cảm xúc của quý vị khiến cho tác giả Lê Nguyệt cũng như là Đình Duy cảm thấy rất là có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục gửi tới quý vị khán giả những câu chuyện, những cái tác phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bơi qua bể khổ tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Trước khi vợ chồng bà bạn về, bà Nhàn hách dịch nói với ông bạn: "Về ăn uống, tắm rửa xong, rồi chờ tôi qua làm đơn bãi nại cho thằng Phóng về đó nha. Bây giờ con gái hai người đã không sao rồi." Ông bạn khịt mũi không thèm trả lời. Bà bạn dám dặn: "Như vậy mà không sao à? Khi nào nó thật sự tỉnh táo, rồi nó tự quyết định xem có tha thứ cho thằng kia không. Chúng tôi là cha mẹ, nhưng xin đứng ngoài cuộc. Nó đánh đập con tôi tàn nhẫn vậy thì cũng phải trả giá chút gì chứ. Nó ở trong nhà giam cả tuần nay, mấy người còn muốn gì nữa. Xem tình hình này con Cúc sẽ không tỉnh nổi đâu. Tuy nhiên nó cũng có thể tự chăm sóc mình mà không cần ai. Thà cho thằng Phong về, tôi nghĩ lại mà sẽ cho mấy người đưa nó về chăm sóc. Bà muốn tôi rước nó về cũng phải ra chính quyền cho nó hợp lý hợp pháp. Thôi, còn bà thì để sau này hai bên không có lướng cướng gì với nhau mới được. Thú thật, bây giờ tôi hoàn toàn không tin tưởng chút nào về bà. Con người của mẹ con bà khủng khiếp quá. Con gái tôi sống cảnh bẽ bàng như vậy mấy năm trời mà vợ chồng tôi nào hay biết. Tôi cũng không ưa thích gì con nhỏ này, nói thẳng với mấy người như vậy. Nhưng mấy người nợ tôi, lẽ ra cho con về ở đợ trừ nợ. Tôi cho nó danh phận dâu con như vậy là phước đức ba đời của nó rồi. Số nợ đó nếu ở đợ trả cũng phải ngót nghét 10 năm mới xong. Này mới 3 năm thì nhằm nhò gì? Muốn dứt khoát với nhà này, ít ra cũng phải đưa thêm cho tôi một số mới được." Nghe giọng điệu của bà Nhàn, Nhật Lệ nổi nóng, cô chen vào: "Này bà, hai bác đây nợ bà có giấy tờ không? Có cam kết chừng nào trả nợ không?" "Giấy tờ gì nữa? Hôm đám cưới họ sẽ mẹ nó rồi. Đúng là quân lừa gạt." Lệ khịt mũi bĩu môi: "Như vậy là không có bằng chứng gì là người ta thiếu nợ bà. Nếu như ra tòa ly dị, bà phải trợ cấp cho cô Cúc một khoản tiền để cô điều trị bệnh. Phải trợ cấp hoài cho đến khi nào bác sĩ tuyên bố cô hết bệnh mới thôi." Bà Nhàn cầm ly nước hắt vào mặt Lệ rít lên: "Con quỷ, mày vẽ đường cho hưu chạy hả?" Lệ lấy tay áo lau mặt cười gằn: "Rồi tôi sẽ báo cáo với công an là bà vừa về tới nhà đã trở mặt mắng chửi cô Cúc. Này bà, đâu bà đoán thử coi, người ta tin bà hay là tin tôi? Mà tôi cũng nói nhỏ với bà chuyện này, bà coi chừng có ngày tôi hốt trọn ổ cờ bạc của bà cho bà trắng tay luôn đó." Đụng đến ổ cờ bạc như đụng đến từ huyệt của bà Nhàn. Mặc dù điểm nóng đó công tổ khu vực này ngoài sự kiểm soát của chính quyền sở tại vì nó thuộc về địa phương khác, nhưng Nhật Lệ là người có tiếng tăm, cánh tay có thể vươn dài ra các xã huyện lân cận. Bà Nhàn biết nếu muốn, Lệ vẫn có thể hốt trọn ổ cờ bạc của bà như chơi. Tránh voi không hổ mặt nào, nhịn nó cho im chuyện, bà Nhàn âm thầm nuốt cục tức xuống gan ruột. Cúc ngồi trên bộ ván, hai tay ôm lấy hai đầu gối, bộ dạng rất thong dong. Sau 3 năm làm dâu cho bà ta, đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy sợ mà còn nghe thoải mái trong lòng. Từ nay cô sẽ ngang nhiên trong nhà này, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm thì làm. Ôi, thật là cảnh sống trong mơ ước. Nợ bà ta thiếu, cô sẽ từ từ đòi lại hết trước khi bước chân ra khỏi căn nhà này. "Nãy giờ mấy người nói chuyện về tôi đó hả? Muốn gì sao không hỏi qua ý kiến tôi chứ? Này con kia, nếu như mày muốn ở lại đây chờ con mày về thì phải biết điều một chút. Mày ăn của tao, ở nhà tao thì phải nghe lời tao, biết chưa? Mỗi ngày phụ tao tiền trợ 50 ngàn, phải quét nhà nấu cơm rửa chén. Quần áo ai nấy giặt, xà bông ai nấy mua, không có xài chung nha mày." Bà Nhàn nguýt ngang: "Tao đập bể đầu mày, chứ đừng giả bộ khùng mà đày ải tao nha.
Trời đất, con này ăn mật gấu hả mày? Muốn ta tống cổ mày ra khỏi nhà không? Đừng thích tao nhân nhượng rồi làm tới nha. Lòng tốt nào cũng có giới hạn hết à? Mấy người coi đi, nó khùng mà nói như vậy hả? Nhân nhượng giới hạn, biết xài từ quá ha. Ai nói mày tao khùng? Tao khôn bằng mười mấy mày nhập lại. Tại tao sống có đạo đức, giết mày đừng tao ngu, muốn làm trời ở nhà tao. Đừng có chọc tao nổi nóng lên, tao xách chổi trà quét mày ra ngoài đó. Còn khốn, mày giả nai hả? Muốn trả thù tao chứ gì? Sao mày không ba gai với ai? Mày hè ra kiếm chuyện với tao vậy chứ? Thôi tao mệt rồi, không muốn gây gổ với mày nữa. Chị Lệ ơi, cảm ơn chị mấy bữa nay ở bệnh viện chăm sóc em. Cảm ơn dì Dượng. Ủa, ba má chứ? Cảm ơn ba má ngày đêm túc trực bên cạnh, chăm lo lắng cho con. Bây giờ ba người hãy về đi. Con tới nhà rồi, không sợ ai ức hiếp nữa hết. Chị Lệ ở gần đây phải không? Khi nào rảnh qua em chơi. Em có gì đãi chị ăn đấy. Ba má yên tâm về nhà, rồi con sẽ nhờ chị Lệ đây trở qua nhà ba má cho biết để đền ơn. Bà Nhàn tức tối kêu lên. Nó nói chuyện vậy mà kêu là bệnh tâm thần hả? Rõ ràng là kiếm chuyện với tao chứ không gì mà không. Cúc mệt mỏi lắm rồi, nhưng cũng ráng gầm lên trấn áp bà ta. Ai nói tao khùng? Đứa nào ngon nói tao khùng tao chẻ đầu cha nó ra. Tại sao với ai mày cũng ngọt ngào mà với tao mày lại hỗn hào như vậy chứ? Ai kêu bản mặt mày thấy ghét chi? Mà cũng ngộ ha? Sao ai tao cũng thấy dễ thương, mà nhìn thấy mày dù dáng ưa cũng không nổi. Thấy Cúc có vẻ muốn kết thúc câu chuyện, Lệ bèn an ủi ba mẹ Cúc rồi đưa họ về nhà. Còn lại một mình với bà Nhàn, Cúc quyết định không kéo dài những ngày tháng vô nghĩa này nữa. Cô phải đánh nhanh, rút gọn, giải phóng mình ra khỏi khu đầm lầy ngày một lún sâu. Cúc thong thả leo xuống võng nằm, tay vắt ngang trán, một chân thòng dưới đất để đung đưa. Bà Nhàn tức ấm mách trong bụng, liếc ngang liếc dọc rồi ra nhà sau, định tắm thì Cúc hét vang lên. Sao mày đi lung tung trong nhà ta vậy mày? Còn khủng, làm bộ như thiệt hả? Nhà nào nhà mày? Vài bữa nữa tao tống cổ mày ra khỏi cửa cho coi này. Ngon làm từ tao coi. Cúc cười thầm trong bụng. Đôi co gây gổ giống như hai đứa con nít. Cô cần gì phải làm như vậy với bà ta? Nán ở đây để làm cái gì? Ván cờ đang đến hồi quyết định thắng thua và phần thắng đã nghiêng về cô rồi. Chỉ cần một nước cờ nữa thôi thì trận này sẽ kết thúc. Càng sớm càng tốt để cô vĩnh viễn thoát ra làm đại cuộc đời. Những người hàng xóm láng giềng nghe tin Cúc xuất viện cũng kéo nhau đến thăm. Cô lịch sự gật đầu chào họ nhưng không nói câu gì, bởi bà Nhàn luôn có mặt. Bà ta kêu ca chỉ trích cô khác hẳn với những khi trước. Nếu có ai hỏi về cô, bà đã thơn thớt khen ngợi bằng những lời lẽ quỷ quyệt. Cúc sẽ không để người ngoài đánh giá cô điên khùng. Để sau này, dù bà Nhàn có nói gì cũng chẳng ai tin. Nhìn trong đôi mắt và biểu cảm của từng người, Cúc biết ai cũng đồng cảm với cô là đủ rồi. Hôm sau bà Nhàn đi ra sòng bài, bỏ Cúc ở nhà một mình không mua gì cho cô ăn. Cúc lục trong tủ lạnh có mấy trứng vịt. Cô nấu cơm ăn một mình hết sạch rồi bỏ chén bát ra đó không thèm rửa, nhà cũng không quét. Đến trưa, Lệ mang sang cho cô hộp cơm. Hai chị em xì xào bàn tán một hồi, Lệ nói cứ theo kế hoạch đó mà thực hiện trước khi làm đơn bãi nại cho phóng. Bà Nhàn về, thấy bếp núc lạnh tanh, chén bát còn bỏ đó, chứng tỏ Cúc đã ăn cơm xong. Khuôn mặt bà tối sầm, đập tay xuống bàn. Còn khốn, mày bỏ đói tao hả? Cúc cong cớn ngây mặt lên. Mắc gì tao phải cho mày ăn? Chả treo tao bà rớt răng bây giờ. Bộ mày tính làm bà nội trong nhà này hả? Ăn rồi nằm treo ra đó. Nhà không quét, cơm không nấu, chén không rửa. Muốn làm thứ báo cô hả mày? Ủa, con này ngộ ha? Nhà tao tao muốn làm gì thì làm. Mày cấm cản được ha? Vậy chứ mày là ai? Mà là nhà tao ở hoài vậy, thứ lì. Bà Nhàn bĩu môi. Mày giỏi đóng kịch lắm. Đừng tưởng tao ngu mà không biết ý đồ của mày. Với ai mày cũng tỉnh táo, chỉ biết tao là ba gai cả trớn. Muốn trả thù tao chứ gì, nằm mơ đi con, tao có tiền. Không ăn ở nhà thì tao ra ngoài ăn. Mày lo thân mình đi, chết đói bây giờ. Trời ơi, con này tức cười. Chứ trước khi mày vô ở cái nhà tao thì tao sống bằng gì? Mà hôm nay tao nói với mày rõ này. Về đây muốn ăn cơm thì phải đưa tiền chợ, hoặc là mua gạo thóc, đồ ăn đem về phụ. Chứ tao không có trách nhiệm nuôi cái thứ bá vơ như mày, nghe chưa? Nếu không làm được thì khăn gói biến dùm tao cái. Đừng để tao quăng đồ ra sân chi hô mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Còn mất dạy. Vậy mà khùng đó hả? Tao sẽ tố cáo mày giả bộ điên để chiếm đoạt tài sản của tao. Mày khoái tố thì cứ tố, tao mắc gì mà sợ. Bà Nhàn đung đung bỏ đi. Hai ngày liền không về nhà, các cụ ung dung tự tại biết bao. Hàng ngày Lệ mang đồ ăn tới cho cô chỉ việc nấu cơm là xong. Đã hai ngày trôi qua, bà Nhàn đang tranh thủ để lãnh phóng về. Cúc nghĩ nhiêu đó cũng đủ rồi. Cô không thể sống vô nghĩa như vậy được nữa mà phải sống sao cho người đời đón nhận.
và cô luôn muốn từng bước mình đi, mục tiêu trong lòng phải rõ ràng, không được do dự, nên cô điện cho Lệ, và Lệ đến chờ cô tới sòng bài của bà Nhàn. Hai người định bước vào, thì có hai thanh niên mặt mày hung dữ, xăm trổ vằn vện đầy mình chặn lại. Cúc nói cô là dâu bà Nhàn, hai ngày nay không thấy bà về, nên nóng ruột đi tìm. Vậy là hắn cho cô vào. Đẩy hai lớp cửa, Cúc thấy rõ ràng quang cảnh nơi đó, có bốn sòng bạc và rất đông người ngồi xung quanh theo dõi. Xe Honda dựng kín một góc phòng, bà Nhàn đang ngồi quay mặt sang một bên, xỉa tiền đưa cho con bạc mượt. Khói thuốc mù mịt và mùi bia rượu nồng nặc trong phòng, cô lật đật quay ra. Tên xăm mình chặn cô lại hất hàm. Cô định làm gì? Mẹ tôi không muốn nhìn thấy cảnh này đâu. Thôi, thấy mẹ tôi bình an là tôi yên tâm rồi. Tôi về đây. Cúc vừa bước ra khỏi nhà, còn đứng bên lề đường thì công an địa phương đó đã sộc vào nhà kiểm tra. Một lát sau họ áp giải bà Nhàn và những con bạc lên xe về đồn, nhà cửa thì bị niêm phong. Nhật Lệ đi xe lại gần cho Cúc leo lên, cả hai cười hì hả đeo nhau về nhà. Vào trong nhà rồi, Cúc băn khoăn hỏi Lệ. Nhắm bà ấy có ở tù không chị? Lỡ như bà ấy ở tù thì làm sao em đi dị với thằng Phóng đây? Em yên tâm, nếu bà ta bỏ ra 300 triệu để chuộc mạng khỏi gỡ lịch theo bộ luật hình sự thì chỉ có tiền án mà không tù tội gì. Chị đã nghiên cứu rồi. Loại người như bà ấy không dám dính líu tới luật pháp đâu, trừ khi bà ấy không có tiền. Qua lần này, dễ bà ấy trắng tay chứ chẳng chơi. Bị tên án rồi, cũng khó mà mở xong bài lại. Bà ta vốn dĩ chẳng có gì làm ăn chân chính. Con đường sống của hai mẹ con về sau cũng chảy ra chóc vẩy đó nha. Bà mà thoát được chắc nhai đầu em quá. Sao bà nghĩ là em mà nhai được? Em vẫn còn ở đó thì công an đã tới rồi mà. Có lần chị đã hăm hút trọn xong bài của bà ấy. Phải. Dù cho bà ấy có nghi ngờ cũng không làm gì được chị đâu. Em yên tâm đi. Bà ấy không ở tù thì sao nữa? Sau khi bà dùng tiền thoát ra, chị tin chắc bà sẽ tìm cách đưa thằng Phóng rời khỏi trại giam. Chừng đó em yêu sách thế nào bà cũng sẽ đồng ý thôi. Em không yêu sách gì, chỉ đơn giản muốn ly dị với hắn thôi. Trong tờ đơn bãi nại, em sẽ ra điều kiện là buộc hắn ly dị. Vì giấy nợ đã xóa rồi, ly dị xong, giữa em và gia đình này không còn gì ràng buộc, bà ta cũng không thể làm khó em được. Rồi em sẽ được toại nguyện. Cúc đăm chiêu tư lự. Bà Nhàn thẳng Phóng, rồi đây hai người sẽ rơi thẳng xuống tầng lớp hạ lưu, sẽ lâm vào cảnh nghèo túng chưa từng thấy, để mặt không còn hất lên vênh vênh tự đắc, coi khinh kẻ nghèo, không đáng xách dép cho mấy người. Quả đúng như dự đoán của Lệ, 3 ngày sau bà Nhàn được thả ra. Trước mắt là phải đền số xe của dân cờ bạc bị tịch thu, không thì khó thoát khỏi tay bọn họ. Toàn là những dân mặt vằn, râu quắn. Tiền bạc tích lũy bao năm bỗng chốc mọc cánh bay sạch. Bà khóc giấm dứt rủa xả đứa nào độc mồm độc miệng đi báo công an. Nếu biết được bà sẽ liều mạng với nó. Cúc nghĩ bà không đề cập tới cô vì có thể từ hôm ấy đến nay bà chưa gặp hai tên mặt dô nên không biết cô đã đến sòng bạc. Vậy phải nhanh chóng ly dị liền, không chần chờ được nữa. Trong mấy ngày này Cúc không hành tỏi gì bà ta. Cô nấu cơm dư, ăn xong rồi bỏ đó, cố tình cho bà ta ăn tiếp. Bà Nhàn cũng không còn tâm trí đâu mà đối phó với cô. Bà ta đang nghĩ cách dụ cô làm đơn bãi nại. Thấy cũng đã đủ rồi, cũng phải nhanh chóng rút lui khỏi nơi ma ám này. Cúc nhắn tin kêu Lệ qua thực hiện kế hoạch 2. Lệ qua tới, nhìn thấy bà cô ruột mặt mũi bơ phờ như không còn sức sống. Lệ chẳng chút động lòng. Hình ảnh ngày xưa hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cô, không thể phai mờ theo năm tháng. Khi nào dáng đi của cô còn khập khiễng, thì khi đó mối hận này vẫn còn nằm trong xương tủy của cô. Lệ bắc ghế ngồi cạnh bà, thản nhiên nói, không bộc lộ chút cảm xúc gì. Cũng đã đến lúc đưa thằng Phóng về, chung tay lo lắng phụ bà. Đâu thể cứ để nó trong trại giam hoài như vậy. Và cái cô Cúc này nữa, bây giờ cũng đã hết giá trị lợi dụng. Cho nó về với ba mẹ nó phứt đi, giữ lại ngày nào tốn cơm ngày đó thôi. Bà Nhàn đưa mắt nhìn Lệ nghi ngờ. Nhưng nó như vậy, làm sao làm đơn bãi nạn cho thằng Phóng được? Còn có tôi chi? Chỉ cần bà đồng ý ký vô đơn bãi nại với điều kiện để thằng Phóng ly dị nó. Sau này cả hai không liên quan gì đến nhau là ba mẹ nó sẵn sàng để thằng Phóng tự do liền. Thằng Phóng cũng đâu có yêu thương gì nó, cho nên chuyện này dễ à? Vậy mày giúp tao được không? Sợ, nay bà nhờ tới tôi rồi hả? Nhưng bà muốn tôi giúp gì? Mày điều đình với ba má nó giùm tao, để có cái đơn bãi nại. Cái này không phải giúp bà mà là giúp cho con Cúc. Nhưng với tình trạng của nó bây giờ, không biết nó có hiểu tôi nói gì hay không nữa. Thôi, để tôi thuyết phục ba mẹ nó làm đơn bãi nại. Sau đó ly dị rồi ông bà sẽ rước nó về nhà, coi như là hết trách nhiệm. Vậy mày lo dùm, làm ơn.
giúp mẹ con tao cũng được, giúp cho con Cúc cũng được. Chứ tao chán nó lắm rồi. Điên không ra điên, tình không ra tình. Bộ dạng này là cố tình làm khó tao để trả thù đó mà. Ly dị xong là chẳng còn thấy phiền phức gì nữa. Rất nhanh chóng, bà nhà nhận được thư bãi nại của ba mẹ Cúc. Bà đến đón Phóng về tiến hành thủ tục ly dị. Đúng nửa tháng ăn cơm tù, Phóng phờ phạc cả người. Vẻ phách lối biến mất chừa chỗ cho bộ mặt ảm đạm, càng làm hắn tăm tối và ngu ngơ hơn. Về đến nhà, hắn không cần tắm gội, không nhìn qua ai một lần, chui vào phòng ngủ, ngủ một giấc đến tối mịt. Bà Nhàn kêu ra ăn cơm. Hắn cũng chẳng thèm đánh răng rửa mặt mà nhào xuống mâm cơm ăn hùng hục như đói từ kiếp trước. Khi đan hò bụng, hắn mới thấy Cúc nằm trên võng, đùng đưa nhìn hắn như nhìn một sinh vật cá biệt. Nồi máu côn đồ, hắn quát lớn. Tao ăn cơm rồi, mày không lo dọn dẹp mà ngó tao làm gì con kia, mẹ. Tại mày mà tao phải bị nhốt trong khám cả nửa tháng trời, tao chưa để yên cho mày đâu. Bà Nhàn hoảng hốt bụm miệng hắn lại. Nó bị thần kinh rồi. Bà má nó làm đơn bãi nại cho mày là hú hồn, đừng kiếm chuyện với nó làm chi, mắc công dây dưa thêm. Phóng gạt tay mẹ hắn ra, song song đứng dậy, đứng chắn trước mặt Cúc. Cái gì? Thần kinh hả? Thần kinh là khùng đó hả? Không có mẹ mày chứ khùng, muốn ăn vạ đây hả? Không dễ đâu con. Để rồi mày coi, tao trừng trị mày ra sao. Cúc ghét quá sức ghét. Mỗi khi thấy hắn ăn cơm xong, lấy lưỡi cua qua hai bên nướu răng như để tém sạch cơm dư trong miệng, cô đều cảm thấy rùng mình khiếp đảm. Thật là tanh hôi bẩn thỉu. Hắn ta quả là cái thứ người ngu ngốc, chưa biết mình đang đứng trong hoàn cảnh nào, vẫn dương dương tự đắc một cách khó coi. Trời ơi, người như thế này mà làm chồng mình, làm cha con mình được sao? Có lẽ trời Phật nhủ lòng thương cô, tạo cho cô điều kiện này để tách rời hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Cúc cũng ngồi bật dậy, chống nạnh hai tay, nghênh mặt lên, thách thức. Ngon nhà vô kiếm ăn con, tao đố cha mày dám làm gì tao? Phóng vòng tay lại định thoi vào mặt cô, bỗng khựng lại. Mấy hôm nay Cúc rảnh rang, không phải lam lũ như trước. Cô ăn mặc tươm tất, tròn trịa hơn, da rẻ hồng hào, đôi mắt to, đen, chớp chớp nhanh, khiến Phóng nổi dậy dục tính. Trước giờ hắn cũng công nhận là Cúc đẹp, nhưng về sống chung nhà, hắn lại thấy cô hom hem nghèo khổ, không đáng mặt làm vợ mình. Những khi bản chất đàn ông trỗi dậy, hắn mới đè cô xuống, thỏa mãn thú vui xác thịt. Bây giờ thì khác, hắn nhìn Cúc bằng ánh mắt thèm thuồng. Cúc dùng mình kinh sợ, nhớ tới mỗi khi hắn làm tình, Cúc muốn nói. Thấy hắn có ý đồ xấu với mình, Cúc vội la lên. Ê, mày dòm gì tao thấy ghê vậy thằng quỷ? Phóng thở hồng hộc kéo tay cô lôi vào phòng, Cúc la toáng lên. Bà Nhàn hoàng kinh kéo hắn lại. Trời ơi, mày làm gì vậy? Ban ngày ban mặt không biết kiêng dè gì hết. Này này, mẹ nói cho mày nghe, từ nay mày không động đến nó được đâu. Tại sao? Nó là vợ tôi mà. Để mày được tự do, tao đã ký đơn đồng ý cho nó ly dị mày rồi. Tầm bậy, nó là vợ tôi, muốn ly dị thì tôi ly dị chứ sao lại là mẹ. Nếu như tao không ký thì mày mục xương trong tù. Nó ra nông nỗi này, nhà nó bãi nải là mừng rồi, đừng gây thêm rắc rối dùm tao cái. Ly dị gì mà ly dị, tôi không ly dị. Vậy khăn gói trở vô tù ở đi con. Dù gì thì tôi cũng đã ra ngoài rồi, không sợ quân nào cả. Trời ơi, nhỏ tiếng dùm tao. Mày chưa biết chuyện gì xảy ra sao? Sòng bạc bị giải tán, nhà cửa bị niêm phong, tao bị phạt 300 triệu và đền tiền xe cho mấy con bạc mới được tại ngoại. Trắng tay rồi, không được như xưa nữa đâu mà làm tàng. Phóng thất thần, hắn buông tay Cúc ra. Biết ai tố giác không? Biết là nó chết, không có chỗ chôn rồi. Hay là con Lệ? Con Lệ mà tố cáo thì nó tố cáo lâu rồi, không đợi đến bây giờ. Rồi mẹ tính sao? Chẳng lẽ nằm im chờ chết đói? Bà Nhàn kín đáo liếc qua Cúc rồi nói nhỏ vừa đủ cho Phóng nghe. Tao tự có sắp xếp. Nhiệm vụ của mày bây giờ là nhanh chóng làm thủ tục ly dị với nó đi. Nhưng mà tôi tiếc lắm. Thôi nó rồi thì lấy ai? Ai mà hầu hạ mẹ con mình? Mà sao bây giờ coi nó đẹp dữ thần vậy không biết? Mai mốt cưới con khác biết có được đẹp như vậy không? Với lại nó hiền mà ngu nữa, mình dễ sai bảo. Bà Nhàn chê banh hai miệng ra, xì một tiếng dài. Ai, bây giờ nó không phải như trước nữa đâu. Không biết nó khùng thật hay làm bộ, mà mày nhìn thái độ của nó hồi nãy không phát khiếp hả? Ở với nó có ngày nó chém bỏ mẹ. Ai lại xử phạt người điên mày ơi? Thôi, ly dị rồi tống cổ nó ra khỏi nhà cho khỏe thân. Chứ nó cứ tưởng nhà này của nó không nữa. Trời ạ, còn dám đuổi tao đi nữa chứ. Hay là mình để từ từ, coi nó có bớt khùng, bớt hung dữ lại không? Từ từ sao được mà từ từ. Nếu mày không ký đơn ly dị là phải bị vô tù đó. Nó vẫn chưa bình thường mày không thấy sao? Thôi, tiếc gì cái thứ đó. Sau này kiếm đứa khác giàu có mà đương thân, mẹ mày cũng không còn như trước nữa để mà cung phụng cho mày đâu. Vậy bây giờ làm đơn ly dị nó hay sao? Nói hoài mày không hiểu vậy, làm đơn liền chứ sao?
Rồi nói lý do gì mà ly dị? Cái đó bên nhà nó lo, mày chỉ việc ký tên vô thôi. Phóng nhìn Cúc bằng ánh mắt thèm thuồng khiến cô kinh sợ. Đối phó với mẹ con nhà này không thể mềm mỏng, không thể nhân nhượng mà phải dùng tâm địa của một con sói. Cúc đã hiểu ra rồi. Từ nay trên mỗi bước đường đời, cô sẽ sống hình thức, không phơi trải lòng của mình ra như trước đây nữa. Cô sẽ luôn giống như một con chó ngoan hiền trung thành, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể vươn nanh, múa vuốt. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành cáo, đầy mưu mô xảo quyệt để bảo vệ chính bản thân và gia đình mình. Ai động đến cô nhất định sẽ bị trả giá. Hôm sau, ba mẹ Cúc được sự hướng dẫn của Lệ đã làm tờ đơn ly dị buộc Phóng ký vào rồi đem lên ủy ban xã. Ở xã, ai cũng biết Phóng bảo hành vợ đến thần trí bất minh nên rất đồng cảm với cô. Cộng với vụ việc bà Nhàn bị hốt trọn ổ cờ bạc làm cho hội phụ nữ địa phương rất bức xúc vì bà ta là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cảnh tệ nạn trong các gia đình con bạc. Không ai cờ bạc mà giàu có bao giờ, nên tệ nạn xã hội như trộm cắp xảy ra liên miên ở một xóm không lấy chi là khá giả. Trong thời gian chờ đợi ly hôn, Cúc vẫn ở lại nhà bà Nhàn, nhưng cô không phải cực khổ nữa mà nhờn nhơ, ăn trắng mặc trơn. Suốt ngày cứ nằm võng ca hát không động đến móng tay. Không còn sòng bài nữa, nên mẹ con bà ta cũng không có chỗ để đi, cứ phải ôm cục tức, nhìn Cúc thoải mái đi tới đi lui trong nhà mà không dám buông lời dèm xiềm. Chỉ có Phóng, mỗi khi hắn ta nhìn cô là Cúc muốn nổi da gà. Cô thừa biết Phóng muốn tranh thủ khi chưa chính thức ly dị sẽ ăn nằm với cô một lần, nhưng đừng hòng, tuyệt đối cô không cho phép hắn chạm vào mình dù chỉ là chạm vào vạt áo. Thời gian gần đây, từ khi Phóng được thả về, Lệ không đến tìm Cúc nữa, cũng không gọi điện mà chỉ nhắn tin, nên mẹ con Phóng nghĩ rằng họ không còn quan hệ và chắc cũng đã quên Lệ rồi. Yên tâm vì không có Lệ theo dõi, Phóng cứ theo gạ gẫm Cúc. Dù gì hai đứa mình cũng từng là vợ chồng, trước khi chia tay cô cho tôi hấp một lần nha. Cúc bĩu môi, quát ngang. Dẹp đi mày, ôm cái gì mà ôm, bản mặt tao mà để cho cái thứ hôi hám như mày ôm hả? Nào giờ tôi cũng từng ôm cô mà, ôm hồi nào, nói bậy tao trẻ đâu bây giờ. Tôi biết cô không có điên khùng gì giáo, chỉ giả dại quá hài thôi. Tôi hứa uy tín với cô, nếu như đã ly dị rồi mà cô lỡ mang thai, tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ mang chầu cao tới cưới cô lần nữa, và tôi thề sẽ đối xử tốt với cô, chứ không bạc đãi như hồi giờ. Trời đất mày khùng hả mày? Nói chuyện gì tầm bậy tầm bạ không hả? Mắc mệt quá đi. Đi chỗ khác chơi, cho tao nghỉ ngơi một chút coi nào. Mệt mỏi với kiểu của Cúc, Phóng lầm bầm đứng dậy. Cúc buồn cười trong ruột, cô đã thắng rồi. Tuy rằng trận thắng này không mấy vinh quang, nhưng miễn là thoát được mẹ con họ, coi như cô đã đạt được mục đích. Một khi bước chân ra khỏi nhà này, cô sẽ quên hết, mặc cho mẹ con họ sống tốt xấu, xem như trên đời không có hai người này. Món nợ của ba cô đã dùng trinh tiết và 3 năm thanh xuân của mình trả đủ rồi. Thời gian còn lại cô sẽ sống cho mình, cho chính bản thân mình. Cúc thuận lợi ly dị Phóng, cầm tờ đơn trên tay, cô vui mừng khấp khởi. Từ nay sẽ không có bất kỳ một ai hiếp đáp được cô. Trong khi Lệ chờ đợi đưa cô về với ba mẹ mình, Cúc thu xếp quần áo, mới nhận ra rằng mình chẳng có đồ đạc chi cả. 3 năm làm dâu, chưa một lần được may bộ đồ mới. Mấy hôm nay ăn mặc đẹp đẽ là do quần áo của Lệ đem qua. Mẹ con bà Nhàn nhìn thấy cung cách của Cúc thì biết rằng mình đã bị cô lừa. Nhưng nói gì bây giờ nữa? Bà Nhàn cay cú thốt lên. Thì ra mày không hề bị điên. Cúc dừng tay, cười. Nụ cười làm Phóng liên tiếp. Tôi sẽ tố cáo cô về tội lừa người. Cứ đi mà tố cáo. Điên hay không điên không quan trọng. Quan trọng là từ nay, tôi không còn bị ảnh hưởng của mấy người. Ly dị là tốt nhất nếu như không muốn bị rước thêm phiền toái. Cúc xách đồ bước ra khỏi nhà trước hai đôi mắt tức tối. Cô mỉm cười mãn nguyện. Ánh sáng tỏa khắp bầu trời, tỏa vào trái tim lạnh lẽo của cô bấy lâu nay. Cúc ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi dài. Tương lai mở rộng chào đón cô. Trước mắt, nếu có chướng ngại nào, cô cũng sẽ san bằng để từng bước thong dong mà đi tới. Nhưng Cúc đâu thể ngờ rằng 3 năm nay, nếu như cô phải sống trong đầm lầy, bây giờ đã ngoi lên được, nhưng sau đó cô sẽ phải rơi xuống bể khổ trần ai, không chỉ một lần, để rồi ánh sáng sẽ chan hòa, soi rọi tới tận cùng cuộc đời của người con gái hiền lành, phúc hậu. Lệ đưa Cúc về nhà, ba mẹ cô đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chào đón cô. Lộc, em trai Cúc, đang học lớp 12, vui mừng gặp lại chị mình. Lộc cũng đã hiểu hết vì sao Cúc phải có chồng,
và bị nhà chồng khinh rẻ. Lúc Cúc đi, Lộc mới 15 tuổi. Bây giờ đã là 18, đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh và lịch lãm. 3 năm về nhà chồng, Cúc chưa một lần trở lại thăm nhà. Cô chạnh lòng cay đắng và căm hận khi nghĩ đến điều đó. Có chồng mà giống như đi tù, phải lao động cải tạo nhưng không được thăm nuôi và tuyệt đối đừng tơ hào đến chuyện về thăm ba mẹ trong những ngày lễ Tết. Trong bữa cơm, có mặt Lệ. Mọi người hỏi Cúc đủ thứ chuyện. Cô trả lời mập mờ vì không muốn ba mẹ mình buồn thêm. Ông bà bạn qua Lệ cũng đã biết Cúc vẫn bình thường, không một chút ngây ngô. Chỉ là để bọn họ chán chê mà nhanh chóng trả tự do cho cô và cô đã được toại nguyện. Để ba mẹ và em trai không hỏi hoài những chuyện cô không muốn nhớ tới nữa, Cúc cười âu yếm nhìn cả nhà. Thôi, bỏ qua tất cả đi ba mẹ à, coi như cả nhà chúng ta vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Đã là mộng thì không có thật, con sẽ nghỉ ngơi, phụ ba mẹ một thời gian rồi xin việc làm. Sau này con còn phải lo cho thằng Lộc học đại học nữa. Lộc chen vào, đừng lo cho em, tốt nghiệp cấp 3 xong, em sẽ xin làm công nhân để đỡ đần ba mẹ. Tiền đâu mà học nữa chị ơi, sinh hoạt phí đắt đỏ thành thị, lo không xuể, chưa nói đến học phí bây giờ cao ngất trời. Ba mẹ cũng cực nhiều rồi, chị em mình đã trưởng thành, không nên để ba mẹ lo thêm. Tầm bậy, bằng tốt nghiệp thì làm gì? Chị sẽ cố gắng kiếm tiền, lo cho em học đại học đàng hoàng. Thay vì lo cho em, chị lo cho ba mẹ là em mãn nguyện rồi. Chuyện đó để tính sau, giờ em lo học đi đã. Cơm nước xong, Lệ từ giã ra về. Cô hứa mỗi chủ nhật sẽ đến chơi với Cúc và hứa sẽ theo dõi bệnh viện. Khi nào tuyển người thì báo ngay cho Cúc. Bây giờ, Cúc chỉ tin một mình Lệ. Một ngày ở nhà, Cúc nhận ra ba mẹ mình nghèo quá. 3 năm nay không sắm sửa được món gì mới trong nhà. Tủ lạnh không có, mọi thứ đều cũ kỹ. Cái quạt máy mua rất lâu rồi, cứ mỗi vòng quay là kêu cốp cốp như muốn rệu rã. Trước đây mẹ cô hay giặt đồ thuê cho người ta, nhưng bây giờ đã có máy giặt nên không ai cần bà nữa. Hiện giờ bà đang gói bánh ít, mỗi ngày ra chợ ngồi bán kiếm đủ tiền sinh hoạt hàng ngày. Lỡ như bệnh hoạn cần tiền thì phải vay mượn. Cảnh thiếu trước hụt sau, tệ hại hơn hồi còn Cúc ở nhà. Cô phải làm sao để giúp ba mẹ mình vươn lên trong hoàn cảnh này đây? Trước mắt phải ngộ biến tùng quyền thôi, từ từ rồi tính tiếp. Vậy là Cúc phụ mẹ mình gói nhiều bánh ít hơn, sáng chia ra làm hai. Mẹ cô bán ở chợ lớn, còn cô đạp xe xuống các chợ xã để bán. Giới xã khác không ai biết cô, nên Cúc ung dung, không sợ ai nhìn ra mình. Cô vui vẻ sởi lời trong bán buôn, nên bánh của cô ngày nào cũng hết sạch. Huyện có rất nhiều xã, cô chưa đến lần nào, nhưng qua tìm hiểu, cô đem bánh đến những chợ gần tiện đường xe để bán. Dần dà, cô có được những mối bánh xỉ, bán buôn, chỉ cần mang đến cho họ, thu tiền, rồi về. Cúc cố gắng tăng chất lượng của bánh để mọi người mua quay trở lại với cô. Hơn một tháng lặn lội, cô đã có được 5 mối xỉ, mỗi ngày giao cho một nơi là 70 cái bánh ít. Cộng với mẹ cô bán chợ là cô phải vừa làm bột, làm nhân và gói 500 bánh mỗi buổi chiều. Bánh ngon nên khi nhà người có đám dỗ cũng thường đặt cô gói tùy theo số lượng khách mời của họ. Từ đó Cúc chỉ đi giao bánh, chứ không ngồi bán lẻ từng cái như trước nữa. Ba cô và Lộc cũng lao vào phụ. Ông bạn xé lá chuối và lau cho ba người cùng gói. Lộc vừa trụm lửa cho nồi bánh vừa học bài. Cuộc sống có cải thiện nên không khí trong nhà ấm cúng vô cùng. Cúc nghĩ mình không cần đi làm, chỉ cần duy trì được chuyện làm ăn này cũng đủ tiền để nuôi Lộc ăn học và tích lũy dành khi ba mẹ bị đau ốm. Cúc mới 23 tuổi thôi mà, ra trường năm 20, có chồng 3 năm, cô vẫn còn trẻ trán để làm lại cuộc đời mình. Cúc tâm niệm trong lòng, cô sẽ không bao giờ lấy chồng nữa mà chuyên tâm lo cho gia đình. Chấp nhận làm gái già, đến khi ba mẹ trăm tuổi, cô sẽ ở với con của Lộc. Hoặc khi hơn 30, cô sẽ xin một đứa con nuôi, hủ hỉ là được rồi. Vợ chồng, nghĩ đến thôi là cô đã thấy rùng mình. Khi Lệ hỏi Cúc có muốn đi làm không, thì Cúc trả lời là khoan, bởi vì dịp may khó có 2 lần trong đời. Lúc này đang kiếm được tiền với sức của cả nhà, đến lúc nào đó chắc chắn sẽ có người cạnh tranh. Nếu như lượng tiêu thụ giảm đáng kể thì cô sẽ tính cách khác. Lệ nói chỉ sợ ngành y nếu để quá lâu, Cúc sẽ không nhớ gì hết, thì sao? Cúc trả lời, cô đang tích lũy một số tiền. Chờ khi Lộc xong đại học, có việc làm, lo cho ba mẹ, thì cô sẽ thi vào đại học y khoa. Chứ quên thì bây giờ, cô cũng đã quên nhiều rồi. Lệ cười, càng ngày cô càng khâm phục sự năng nổ của Cúc. Đúng là cô kết giao không lầm người, tình bạn này phải mãi mãi trân quý.
Thấm thoát mà Cúc đã về nhà được một năm. Trong một năm qua, cô chỉ biết cắm mặt kiếm tiền, không quan tâm gì đến những việc xảy ra bên ngoài. Lộc thi không đậu vào đại học, nhưng số điểm đủ vào cao đẳng công nghệ thực phẩm nên đang học năm thứ nhất. Chi phí cho việc học tập của Lộc nằm trong khả năng của Cúc. Cô cũng đã sắm cho gia đình tivi, tủ lạnh, máy giặt và những vật dụng cần thiết như nồi cơm điện, bếp ga, quạt máy. Cúc dự tính sẽ thay nền nhà gạch tàu bằng gạch bông cho sạch sẽ hơn. Mỗi ngày cô vẫn đều đặn giao hàng, về ghé chợ phụ bán với mẹ. Ngoài việc gói bánh ra, Cúc không cho ba mẹ mình làm gì. Ông cứ việc nghỉ ngơi chăm sóc mấy bụi chuối, hai cây dừa xiêm, vài cây ớt, vài bụi xả và luống gừng cho vui vì nhà đất cô chỉ có 300 mét vuông. Cứ nghĩ tới mình đã từng làm trâu bò cho người ta, đầy đọa, để mặc cha mẹ lớn tuổi không ai chăm sóc là cô muốn bù đắp cả đời mình cho ông bà. Cúc không còn giận hờn, căm ghét mẹ con bà nhà nữa vì cô đã hoàn toàn gạt họ ra khỏi bộ nhớ của đầu mình rồi. Nhưng họ không để cho cô yên. Một hôm trên đường đi giao bánh về, cô bị Phóng chặn đầu xe lại, mặt làm ra vẻ tội nghiệp. Hai tay hắn vịn vào ghi đông xe, nhìn Cúc khẩn khoản. Nói chuyện với anh một chút nha em. Cúc gỡ tay hắn ra, quát lớn. Tôi với ông có chuyện gì nữa mà nói. Cho anh xin vài phút thôi. Nói gì nói nhanh lên. Tôi còn công chuyện nhiều lắm, không dỗ hơi mà nghe chuyện của ông. Em không cần biết sau khi em bỏ đi thì anh như thế nào sao? Kệ ông, liên quan gì đến tôi? Em ác lắm. Sau khi em đi, anh mới biết anh thương em nhiều lắm. Sống thiếu em, khổ không bằng chết. Mẹ và anh định đi xứ khác làm ăn, nhưng nhớ em quá nên anh quay về. Quyết tâm đeo đuổi em. Lần này cưới em là do anh yêu mà cưới, chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Em đừng lo lắng mẹ không tốt với em. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Cúc mắc cười. Hắn dựa vào đâu mà tự tin sẽ chinh phục lại cô? Làm vợ hắn lần nữa à? Cô có phải thiêu thân đâu mà lao đầu vào chỗ chết. Bộ dạng của hắn bây giờ có khác gì trước đâu. Cũng cái miệng rộng toang hoác tận mang tai và hàm răng xám xịt. Nhớ tới sau mỗi khi hắn ăn, hắn lè lưỡi, ngoáy hết cơm dư trong hai cái nướu răng mà tờm lợm. Người ta đã xa lánh được rồi, không vì bất cứ lý do gì mà trở lại nữa. Dù hắn có ngậm ngọc để năn nỉ ỉ ôi cũng bằng thừa. Thôi, ông tha cho tôi dùm cái. Mỗi lần nhớ tới gia đình ông là tôi muốn lên tăng sông. Ông phải tìm vợ khác đi. Đừng nghĩ ngợi gì tới tôi nữa. Yêu đương con mẹ gì mà yêu đương. Anh nói thật lòng mình. Vậy tôi cũng nói thật lòng cho ông nghe. Tôi chán mẹ con ông lắm rồi. 3 năm ở nhà ông như 3 năm sống trong địa ngục. Bị đầy ải, bị trời mắng, bị đánh đập quá sức chịu đựng của tôi rồi. Nên ông đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ quay lại. Tắt hy vọng ma quỷ đó đi. Phóng bậm môi, nghiến răng trợn mắt. Cô chê bai tôi để đợi thằng Tôn à? Cô đang hẹn hò với nó chứ gì? Nói bậy nữa rồi, thằng Tôn nào ở đây? Cô giấu ai chứ giấu được tôi sao? Nhờ theo dõi cô mà ngày nào tôi cũng thấy thằng chó chết nó theo đuôi cô to to. Liệu hôn đó, cô biết tính tôi mà. Ăn không được tôi cũng phá cho hôi. Cô và thằng Tôn không có tương lai đâu. Rồi, hiện giờ tôi chưa nghĩ tới chuyện chồng con và từ lúc ly dị ông tới nay tôi chưa gặp anh Tôn lần nào. Chứ nếu tôi muốn thì mời ông nhảy ra cản tôi cũng xô ra. Chứ đừng nói là một mình ông cho mắc công. Tôi nói cô không nghe thì thôi. Chứ gia đình của thằng Tôn không tốt lành gì đâu. Bà tự không chồng, khó như quỷ, tai tiếng tùm lum, nợ như chú trộm. Mà ai đòi nợ bà ấy thì bà chửi nghe chán luôn. Đi đâu đã đời về dù ai cất cho cái nhà sát bên ba mẹ nó. Hỗn như quỷ, hung dữ như trằn, nói năng chẳng đặng đừng, cô lọt vô nhà đó, coi như tàn đời. Rồi, đời tôi đã tàn từ khi làm vợ ông rồi, bây giờ có khổ ra sao cũng không bằng đâu. Cô nói vậy thì tôi hết ý kiến rồi. Thoáng thấy Tôn đạp xe đến gần, Phóng cố ý nói lớn cho Tôn nghe. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô không đồng ý chấp nhận tôi lại, thì cô phải ở vậy cả đời. Thằng nào lén phén theo đuổi cô, tôi đập nó gãy cẳng liền. Nếu cô dám tổ chức đám cưới với nó, thì ngày rước dâu liệu hồn, tôi chém chết thằng rể rồi đi tù. Tôn mỗi ngày đều đặn chạy theo sau lưng Cúc, chẳng biết để làm gì. Anh nhát gan, chưa dám đối diện với cô một lần, dù rất muốn. Biết Cúc từ khi thôi chồng về chỉ lo làm ăn, không quen biết trai gái với ai, anh càng muốn nối lại duyên xưa với cô. Thật ra Tôn và Cúc chưa từng hẹn hò, chưa từng thề non hẹn biển, nhưng trong tim hai người đã có hình bóng nhau. Tôn biết Cúc lấy chồng để trả nợ cho cha, nhưng anh không thể phản ứng hay ngăn cản vì anh không có khả năng kinh tế, đành nhìn người mình thương lên xe hoa mà đau lòng. Thời gian qua, anh cứ tưởng cô hạnh phúc, ngờ đâu sau đó lại biết cô đã 3 năm ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng tủi nhục riêng mình. Bây giờ đã được giải phóng rồi, cô nên có một thời gian bình tâm lại. Bà Nhàn tung tin đồn rằng Cúc bị điên.
hay vác dao với mẹ con bà, và bà sợ có ngày xảy ra án mạng nên đồng ý cho con trai ly dị. Mặc ai gièm pha thế nào, Tôn vẫn tin tưởng và chờ đợi Cúc. Anh luôn lầm lũi đi sau cô, chẳng biết để làm gì, nhưng nhìn thấy cô thì anh vui, vậy thôi. Nhưng hôm nay thấy Phóng đón đường Cúc, vung tay múa may, nên anh không kìm chế được nữa. Nhanh chân đạp xe đến gần rồi dựng xe, hất mặt nhìn Phóng. Mày anh hùng quá hen, giỏi. Nhưng chỉ là thứ anh hùng dâm. Phóng quay sang, bước tới, đối diện Tôn. Mày nói ai anh hùng dâm? Tao nói mày đó, tao chính thức theo đuổi Cúc đây. Mày ngon thì làm gì tao thử coi. Phóng đá chiếc xe đạp của Tôn ngã lăn ra đường. Cúc hoảng kinh, cô nhìn ráo rác xung quanh trước sau xem có ai đi ngang qua không để nhờ can thiệp. Nhưng lúc này đường vắng ngắt, lạnh tanh. Nhìn hai gã đàn ông lớn tướng gầm gừ, Cúc bỗng thấy lo sợ. Lâu lắm rồi, đã 4 năm hơn, cô không gặp lại Tôn. Tình cảm thuở xưa cũng đã chìm vào quên lãng. Một năm trôi qua, bận rộn với việc sinh nhai, cô cũng chưa từng một lần nhớ về anh. Cúc biết chứ, biết gia đình Tôn cũng không phải dạng vừa. Mẹ Tôn là người đàn bà miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Ngoài mặt thân thớt nói cười, nhưng trong lòng mưu mô quỷ quyệt. Tự, chị hai của Tôn là một phụ nữ có nhan sắc tầm thường nếu không nói là xấu. Là con gái mà cao chót vót đến 1m8. Thân hình đồ sộ, tiếng nói dồn dàng. Tự chưa từng có người yêu, đã bỏ nhà lên thành phố sống một thời gian dài. Mới đây đã trở về, cất một căn nhà khang trang bên cạnh ba mẹ. Chị ta á quyền của ông bà. Không những kế thừa đầy đủ tính cách của bà mẹ mà còn có vẻ hơn. Dưới chị ta còn có Tôn và Hữu. Hữu là em gái Tôn, cùng tuổi với Cúc, vừa mới lấy chồng. Do tính nết của mẹ con Tự nên không cha mẹ nào dám gả con gái của mình cho Tôn, sợ phải bị làm dâu mẹ và chị chồng. Tự không có nghề nghiệp, cũng chẳng thấy làm ăn gì. Đứa cái nhà Tôn đất đai nhiều, chỉ có Tôn và ông Lực, ba anh, lao động. Tôn sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng nghỉ ở nhà phụ ba anh. Tự và Hữu cũng được chia phần bằng với Tôn, mỗi người 3 công. Còn lại ông bà một mẫu chuyên trồng lúa mỗi năm một mùa. Như đã nói, Tự không lao động chân tay. Đất ba mẹ cho, chị ta để vợ chồng Hữu canh tác rồi đóng tiền thuê một lần, một năm cho Tự. Chị ta làm gì để có tiền sống mà thỉnh thoảng lại tụ tập bạn bè ca hát đàn đúm không ai biết nổi. Chính vì vậy Cúc không bao giờ có ý muốn tiếp nối với Tôn, mặc dù bản thân anh không bị tai tiếng gì. Đã trải qua một lần rơi xuống địa ngục rồi, vết thương đã hẳn sâu, Cúc sợ hãi khi nghĩ đến cảnh làm dâu làm vợ cho người. Nhìn hai gã đàn ông tranh chấp vì mình, Cúc cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô không chấp nhận ai cả, chưa thực hiện được hoài bão của mình, cô chưa nghĩ tới chuyện lứa đôi. Trước mắt phải lo cho Lộc học hành, ra trường, lo cho ba mẹ ăn no mặc ấm, sửa sang nhà cửa sạch đẹp, đủ đầy. Rồi tới phiên cô, sẽ học thêm, sẽ có việc làm ổn định, để chăm sóc ba mẹ tuổi già. Khi nào Lộc đã vững vàng, vợ con đuề huề, cô mới nghĩ đến hạnh phúc cá nhân. Lúc đó tuổi cũng đã lớn, đã đủ khôn ngoan mà chống lại những bất công vốn có từ phía nhà chồng. Cúc đã tự nhủ mình không thể để cho bất kỳ một ai bắt nạt. Nhất định ăn miếng, trả miếng. Nhất định ngoài ba mẹ mình ra, cô không lệ thuộc một ai. Tôn sấn tới dùng đôi tay mạnh bạo xô giạt Phóng ra, chửi thề. Mày mày, mày muốn làm cha ở cái xứ này à? Phóng nghênh mặt khinh thị. Không làm cha ai, chỉ làm cha mày. Được không? Tao đã nói rồi. Đứa nào lén phén lại gần Cúc là chết mẹ với tao. Mày không biết nghe tiếng người hả? Tao là người. Sao không biết nghe tiếng người? Nhưng nãy giờ tao có nghe người nói đâu. Chỉ toàn là tiếng chó sủa. Hơ, mà ngộ vậy. Cúc độc thân. Ai muốn đeo đuổi là quyền của họ. Vấn đề ở chỗ Cúc chấp nhận ai mà thôi. Mày lấy quyền gì mà cấm cản chứ? Dẹp mày đi. Bây giờ không trả cha với mày. Mày vừa nói nghe tiếng chó sủa. Mày ví tao như là chó à? Tùy mày hiểu thôi. Hiểu con mẹ mày. Phóng bất ngờ nhấc chiếc xe đạp của Tôn lên, quăng cái ào vào người Tôn không kiêng dè. Với sức ném của Phóng, chiếc xe đánh ập vào người Tôn làm anh té lăn ra và bị xe đè lên. Tôn nghe đau đớn toàn thân. Cái ghi đồng xe va vào bụng với lực mạnh làm anh bị chấn thương vùng bụng. Tôn định đứng dậy trả đũa nhưng anh khuỵu xuống ngay tại chỗ. Cúc hoảng hốt kêu ầm lên. Trời ơi, có ai không? Cứu với. Ông nội, anh xỉu rồi kìa. Mau đi đi cấp cứu liền, không thôi có chuyện gì thì ông ở tù mọt gông đó. Phóng bĩu môi. Làm bộ làm tịch.
Đàn ông gì mà có vậy cũng xỉu lên xỉu xuống. Nó cố ý kêu gọi lòng thương hại của cô thôi. Cô bỏ đi, coi thử nó ngồi dậy liền không cho biết. Đừng nói nhảm nữa, ông coi mặt anh xanh tràm vậy mà làm bộ được à? Ông có tiền án rồi đó, coi chừng ở tù như chơi. Khi bị công an hỏi, tôi cũng không che giấu cho ông đâu. Liệu hồn đưa anh đi bệnh viện liền, may ra anh bỏ qua cho ông. Muốn đưa thì cô đưa, tôi mặc kệ. Đã cảnh cáo rồi mà không nghe, ráng chịu. Cúc biết đôi co với hạng người này chẳng có lợi ích gì, cô lấy điện thoại điện cho Lệ, kể rõ sự tình rồi nhờ Lệ kêu xe đến chở Tôn vào bệnh viện. Lệ nghe qua cũng hết hồn, lật đật bảo Cúc cúp máy để cô gọi taxi. Taxi chở Tôn đến bệnh viện, có mẹ và chị của Tôn ở đó do được Lệ báo. Họ vừa đưa Tôn đến phòng cấp cứu thì Cúc đến. Cô ghé chợ cho mẹ mình biết rồi mới lên. Bà Lực và Tự nhìn Cúc bằng ánh mắt ác cảm. Tự điểm mặt Cúc, thì ra là vì giành gái nên mới xảy ra chuyện. Tốt lành quá. Cúc lạnh người khi bà Lực xoáy tia nhìn khắp người cô rồi buông một câu. Đồ khùng, mà hai thằng giáp giành nhau, mắc cười. Cúc thấy mình bị chạm tự ái, tổn thương trầm trọng. Vốn dĩ không có ý định gì với Tôn, nên cô cũng không cần nhường nhịn gia đình họ. Cúc nghiêm mặt lại, cô nhìn thẳng vào mặt mẹ Tôn. Xin bác thận trọng lời nói. Bác chưa biết gì thì cũng đừng phán xét vội, nhất là không được lăng nhục con. Lăng nhục gì chứ? Không phải cô đã từng bị khùng hay sao? Không khùng mà kêu mẹ chồng bằng con này con kia. Trời ơi, Cúc muốn đốp vào mặt bà ta vài câu cảnh cáo, nhưng nghĩ đến Tôn còn nằm trong phòng cấp cứu nên ráng nín nhịn. Loại người này cũng không thua kém gì bà Nhàn đâu. Cũng may cô và Tôn chưa có quan hệ gì chứ, nếu không, đối phó với hai người này còn khó hơn đối phó với mẹ con Phóng nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tự thấy Cúc im thinh, bèn cười đắc ý rồi mai mỉa. Mẹ nó trúng tim đen của nó nên nó có dám trả lời đâu. Thằng Tôn này, non rụt cồn rùa thật mà. Khoái ai không khoái, lại đi khoái con khùng, có ngày nó mắc dao chém chết mẹ. Cúc giận run, cô thở mạnh một cái, định ăn thua với họ. Nhưng rồi nghĩ lại, mình có ăn có học, không thể dùng những lời lẽ hạ lưu để cãi tay đôi với họ. Nín nhịn không phải vì sợ mà là vì khinh. Cô đáp nhẹ nhàng nhưng cay cú. Đây là bệnh viện, nơi để chữa bệnh, chứ không phải để gây chuyện. Xin hai người hãy tự trọng. Tự cười khà khà. Thấy ghê chưa, dạy đời kia mẹ. Này, tôi nói cho mà biết, đừng bao giờ mơ tưởng tới chuyện làm dâu nhà này nghe không. An phận gói bánh ít kiếm bạc cắt đi. Gối rơm ăn phận gối rơm cho người ta thương. Tới lúc này thì Cúc không nhìn được nữa, cô đốp lại. Phải, tôi gói bánh ít kiếm bạc cắt, nhưng tôi không nợ nần chi ai, không bị người ta tới nhà xì vả. Còn chuyện về làm dâu nhà mấy người, dù có đem kiệu tám người khiêng và sinh lễ và một mâm vàng, cũng đừng hòng tôi để mắt tới. Ừ, nhưng mà làm sao mấy người có được một mâm vàng chứ? Nếu có thì đâu bị người ta tới tận nhà đòi nợ. Tự nổi sung lên, chị ta trợn mắt sừng sộ. Mày ám chỉ ai đó? Tôi nói vậy ai có tịch tự nhúc nhích. Nhưng thôi, tôi tới để coi Tôn có sao không? Chứ chẳng phải tới để nghe mấy người nói nhảm. Bệnh viện không phải là chỗ gây gổ thị phi, càng không phải là chỗ để những kẻ vô văn hóa phát ngôn. Các người không cần tôi, thì tôi về. Nếu muốn con với em các người đừng dây vào cái thứ khủng như tôi, thì hãy cấm anh ta đừng gặp tôi nữa là tốt nhất. Nói xong Cúc quay lưng bỏ đi, nhưng Tự đã hùng hồ chặn cô lại. Đi như vậy được sao? Ít nhất cô cũng phải chờ nó tỉnh lại, rồi tường trình sự việc cho công an biết ai đã hành hung nó. Ý cô là muốn che đậy cho hành vi của chồng mình hả? Chỉ nên giữ lời. Tôi không có chồng. Tôi cũng muốn tường trình với công an lắm chứ. Nhưng các người có cho không? Tôi không ăn không ở của mấy người. Việc gì vừa gặp mặt đã thành kiến hàn học với tôi như vậy? Ở lại đây, để mấy người cười nhạo phỉ báng tôi hả? Xin lỗi, tôi không có hiền như vậy đâu nha. Không dễ gì ức hiếp tôi được. Báo trước cho biết. Trời, con này quá quắt lắm. Trách gì bị chồng đánh chồng bỏ. Mày mà vô nhà tao ở, không được một ngày. Tôi thèm vào. Đã nói rồi, dù mấy người có đem kiệu vàng đến đón dâu cũng đừng hòng. Mà sao đề cập đến chuyện đó hoài vậy? Tôi về, chừng nào công an đòi thì tôi tới. Mắc công nghe những lời chói tai. Cúc ung dung ra về. Mặc kệ cho mẹ con bọn họ ở lại chu chéo chửi bới. Từ nay, tên của Tôn sẽ không bao giờ lờn vờn trong đầu óc cô nữa, thật thoải mái. Không biết nhà bà Nhàn đã dàn xếp thế nào với gia đình Tôn mà cho đến ngày anh ra viện, cô cũng không bị công an gọi đến một lần. Vụ việc coi như chìm xuồng, Cúc cũng mặc kệ, cô không thèm quan tâm. Một hôm cô buộc phải đến nhà của bà Ba Bừng để giao 300 bánh ít cho bà cúng dỗ chồng. Nhà bà Ba Bừng cách nhà Tự một căn của vợ chồng Út Chí. Út Chí bị tật hai chân, phải ngồi xe lăn do lúc 2 tuổi bị sốt bại liệt. Chí có vợ lành lặn, xinh đẹp và có một đứa con trai đang học đại học luật. Hàng ngày chồng lái xe lăn đi bán vé số,
vợ có sạp trái cây ngoài quốc lộ chuyên về sầu riêng. Hai vợ chồng Ki còm nuôi con ăn học và dành dụng được một số tiền. Tâm, vợ Chí vốn nhẹ dạ, thấy ai nghèo túng thì thương nên hay giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ. Tự lân la chơi với Tâm, rất thân thiết, có gì ngon Tâm hay kêu tự quan chung cho vui. Từ mọi điều chị em ngọt xớt, có qua nhưng chưa từng có lại. Chị ta luôn than vãn nghèo khó, chẳng làm gì ra tiền, cứ tối ngày ôm điện thoại chát chít. Kẻ tiền tiêu thì mượn của Tâm chút ít rồi trả, sau đó bắt đầu mượn số tiền lớn. Trong thời gian ngắn, đã mượn 4 lần, tổng cộng 35 triệu, hẹn Tết sẽ trả hoàn tất. Nhà sát vách, nhưng khi chị ta mượn tiền Tâm thì lại nhắn tin, kêu Tâm mang tiền đến cửa sổ để đó rồi về. Tâm cũng bình thường, nhưng khi thấy có người đến đòi nợ mà chị ta nói ngang là cô chụp hình lưu lại cuộc đối thoại bằng chữ của hai người, nội dung mượn tiền. Hôm cúc tới, tận tai nghe được, tận mắt chứng kiến, Tâm nhã nhặn nói với Tự. Hôm rồi chị mượn tiền em, tổng cộng 35 triệu, hẹn Tết trả tất, nhưng chờ hoài không thấy. Lúc ấy em cũng không kẹt gì, nên thôi để đó đi. Nhưng bây giờ em đang cần tiền gấp, chị coi hoàn lại em nha. Sao? Hôm nay đòi tiền à? Em kẹt quá chị. Chị ta bỗng lớn giọng, tiếng nói vang xa lồng lộng ở nhà bà Ba Bừng, nghe không sót một câu. Tôi mượn tiền mấy người hồi nào? Có giấy nợ không? Mấy người mê tôi, chê thằng chồng tật nguyền nên tự nguyện đem tiền để ở cửa sổ ép tôi xài. Đến chừng tôi không thỏa mãn yêu cầu của mấy người, giờ lại đòi là đòi làm sao? Bà Ba và Cúc nghe cự cãi liền bước ra ngoài, thấy Tự hùng hổ chỉ vào mặt Tâm. Tâm xót của và tức giận khi Tự cháo trở như vậy. Cô nắm chặt hai tay, nghiến răng. Bà nói như vậy mà nghe được. Tôi cho bà mượn tiền không có giấy nợ, nhưng tin nhắn của bà tôi còn lưu giữ đây. Nếu cần đem ra chính quyền thì đó cũng là một bằng chứng. Bà kêu tôi đem lại cửa sổ đưa bà, vì sợ ba má thấy. Còn bà nói tôi mê Hà hả? Xin lỗi bà, tôi không phải ôm môi, mà bà cũng không phải. Bà gạt gẫm người ta, gài họ để bà mang thai, rồi tống tiền, sau đó đi phá thai. Mới đây, bà còn giả bộ ôm môi với chị kia ở Sài Gòn, ấm của chị một mớ bạc rồi trốn về đây cất nhà. Nhưng sao thoát được lưới trời, người ta cũng tìm tới nhà. Bà phải xách giấy tờ đất ra ngân hàng vay tiền trả cho họ, chứ không thôi ở tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Muốn tôi la lên cho cả xóm nghe không? Quá sợ hãi tôi mới đòi tiền bà. Dự định cho bà trả dần trả hồi, nhưng kiểu nói ngang ngược như bà thì phải trả một lần. Đồng tiền tôi làm ra cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có, chứ không phải đi lừa gạt người ta như bà. Tôi có chồng có con, không phải ôm môi. Nếu như tôi muốn ngoại tình thì ối đàn ông ra đó, tại sao lại đi chọn bà chứ? Trời ơi, chứ không phải mày năn nỉ ôi tao làm tình cho mày thỏa mãn sao? Mày nói mày thích tao, không xa tao được mà. Bà mà nói bậy lần nữa thì tôi và bà tét mép ra. Mày ngon vả đi, coi đứa nào vả đứa nào. Thôi được, tôi kỳ hẹn cho bà 5 ngày, phải mang trả hết tiền cho tôi, 35 triệu. Tối ngày thứ 5 chưa thấy thì sáng ngày thứ 6 bà chuẩn bị ra tòa đi. Không đợi Tự phản ứng, Tâm khinh bỉ bỏ về nhà. Nhà Tâm chính giữa nhà bà Ba và Tự. Tự đứng trước cửa Tâm la lối. Cúc bật ho một tiếng như để Tự biết cô đã nghe từ đầu câu chuyện. Tự nhìn qua thấy Cúc nổi nóng lên. Mày nhìn cái gì? Uống ngỗ, mắt của tôi thì tôi muốn nhìn gì tôi nhìn chứ. Nhưng bà hỏi thì vì lịch sự tôi nói. Tôi vừa nhìn thấy cảnh trướng tai gai mắt đó, được chưa? Cúc vênh miệng, hình mũi lên, ghẹo gan Tự. Chị ta tức sôi lên. Bà Ba kêu Cúc đừng dính vào con người ăn đàng sóng nói đàng gió như chị ta. Bà lắc đầu, sao trên đời lại có cái thứ người như Tự vậy chứ? Cúc chào bà Ba rồi đạp xe về. Ngang cửa nhà Tự, chị ta cầm khúc củi liệng vào bánh xe Cúc đang chạy, làm cô té nhào xuống đất. Cúc lồm cồm ngồi dậy định ăn thua đủ với chị ta, thì Tự díu dít. Ôi trời, sơ ý quá, chọn con gà mà trúng vô xe, ngã có sao không, có chảy chụa gì không? Về nhà giết đi rồi sức dầu vô để nhiễm độc à? Bà cố tình chơi tôi hả? Trời ơi, em nói gì lạ vậy, chị với em có thù oán gì đâu mà chơi. Rồi Tự kê sát miệng vào tai Cúc thì thầm. Chuyện mày nghe hôm nay, tuyệt đối không thể hở miệng ra. Tao mà biết được mày tung hê ra ngoài thì coi chừng tao đó. Tao là người như thế nào, chắc mày cũng đã biết ít nhiều rồi. Cúc nghênh mặt nói lớn cố tình cho Ba và Tâm nghe. Ai ở xóm này mà không biết bán ngang nói ngược. Bà đừng chọc tôi cũng không phải hiền lành dễ ăn hiếp như bà tưởng đâu nha. Rồi Cúc nói nhỏ vừa đủ cho Tự nghe. Tự nhiên nhìn bà bây giờ tôi muốn cua anh Tôn quá. Vậy làm vợ anh ý chống đối bà chơi vậy ha. Tự đỏ mặt tía tai vì giận. Mày đừng có mơ, một bước cũng không vào nhà tao được. Sợi, tại tôi không thèm, chứ nếu tôi muốn mười bà cản cũng không được. Mày thử coi, tôi không mưa nhà bà, mà thử làm chi cho nhọc công. Cúc đạp xe về, vừa tức vừa buồn cười,
Sao mình lại tầm thường như vậy chứ? Sao lại cự cãi tay đôi kiểu hàm hồ không khác chi mụ ta? Mình cũng quá tầm thường rồi. Phải điều chỉnh tâm lý và lời lẽ phát ngôn lại. Không khéo mình sẽ trở thành một bà tám tầm thường và đáng khinh như mụ ta mà thôi. Chỉ có chuyện như vậy thôi mà hôm sau hết phóng rồi Tôn chặn đường hỏi thăm. Hai người đàn ông đều nghiến răng đòi xử tử. Cúc không thích ai nên cũng không muốn dây dưa với ai. Rồi ngày tháng cũng trôi qua. Cúc cũng không cần biết chuyện giữa Tự và Tâm giải quyết ra sao. Cô cắm đầu vào việc làm bánh, thỉnh thoảng đi cà phê với Lệ. Nghe Lệ nói có một cán bộ trên tỉnh chết vợ đã lâu được điều về cơ quan cô và mọi người đang gán ghép cô cho anh ấy. Nhưng Lệ luôn né tránh vì mặc cảm đôi chân không nguyên vẹn và vì anh ấy đã có một đứa con gái. Cô không muốn mình làm mẹ ghẻ, sống phải lệ thuộc ai. Dù tư cách của Phục cũng rất đứng đắn và được mọi người nể trọng. Về phần Cúc, mặc kệ sự đeo đuổi của hai người đàn ông, cô vẫn ung dung tự tại. Do không có chuyện đã xảy ra trước đó, nên Tôn và Phóng luôn tránh mặt nhau. Có người này, không có người kia. Cúc không nhớ bao nhiêu lần cô đã từ chối hẳn với họ. Cô biết vào nhà ai trong hai người này cũng giống như sa chân vào đầm lầy sâu hun hút. Sẽ bị chìm đắm trong bùn nhơ tăm tối cho đến khi toàn thân chìm xuống trọn vẹn thì đã hết cơ hội sống sót, nói chi là làm lại cuộc đời. Có tiền dư giả, cô bắt đầu mua sắm quần lành áo tốt cho cả nhà. Cúc sống chân hòa với bà con đối xóm. Nhà ai có đám tiệc cô đều động viên ba mẹ mình đi cho vui vẻ tuổi xế chiều. Nghỉ hè, Lộc về nhà chơi. Phụ Cúc gói bánh, Lộc vui mừng nhìn những đổi thay của nhà mình. Anh nói với Cúc. Ra trường xong em sẽ xin vào công ty Vitsan, công tác vài năm, học hỏi cách chế biến thực phẩm để sau này về nhà tự mở một xưởng nhỏ mà kinh doanh. Lúc đó em sẽ chăm sóc ba mẹ thay chị. Chị cũng phải có gia đình, có cuộc sống riêng của mình, không thể phí cả tuổi thanh xuân để lo cho ba mẹ và em nữa. Lo gì em ơi, bây giờ chị không nghĩ đến chuyện chồng con đâu. Sống như vậy thoải mái lắm, còn được ở cạnh ba mẹ và em là chị mãn nguyện rồi, không mơ ước gì hơn. Nói vậy đâu được chị, rồi ba mẹ sẽ già, sẽ mất, em cũng sẽ có vợ con, có gia đình của mình, chừng đó chị thì sao? Chị không ở với em được à? Tất nhiên là được. Nhưng lâu ngày dài tháng, liệu vợ con em có tốt hoài với chị không? Đến khi chị già yếu lụm cụm, lỡ như chúng bất kính với chị thì sao? Em cũng già theo chị, chân yếu mắt mờ, tai lãng, sao bênh vực được chị đây? Ôi, tới đâu tính tới đó, duy nợ đến thì chị có né tránh cũng không né được đâu, em lo gì? Tuy vậy, nhưng Cúc cũng đã để bụng. Phải, Lộc nói không phải là không có cơ sở. Hiện thời cũng chưa biết người vợ sau này của Lộc là ai. Nếu cô không muốn trở thành một bà chị chồng đanh đá, hung tợn như Tự, thì cô phải mềm mỏng lấy lòng vợ Lộc. Được đằng chân, sẽ leo lên đằng đầu. Cô gái ấy hiền lành hay nanh nọc, cô làm sao mà lường trước được. Vài hôm sau, buổi tối Lộc nói với ba mẹ và chị. Mai mỗi ngày con đều đi đến chiều mới về nha ba má. Con đoàn sinh viên về xã mình làm chiến dịch mùa hè xanh, con tham gia cho có khí thế. Chương trình này chỉ kéo dài một tháng thôi. Ông bạn phấn khởi động viên. Đi đi con. Cả năm nay không có bay, chuyện nhà cũng suôn sẻ. Bây giờ tham gia cho có sinh viên địa phương. Cúc cười tủm tỉm. Bà tiến bộ ghê nơi ta ơi. Phải tiến bộ cho kịp thời đại chứ con. Vậy là hôm sau Lộc đi đăng ký. Tối nào về anh chàng cũng kể díu ra díu dít về đoàn sinh viên đã đi đến đâu, làm những việc gì giúp đỡ bà con. Anh chàng khoe tới chỗ nào cũng được nhiệt tình đón tiếp vì các sinh viên sẽ làm vệ sinh xung quanh nhà cửa, nhặt rác, cắt hàng rào cảnh, lợp lại nhà cho những gia đình neo đơn. Những sinh viên này đại đa số là dân các tỉnh, con nhà lao động nên việc gì cũng biết làm. Thầy chủ nhiệm tên là Trương, giảng viên trường đại học nông nghiệp, còn trẻ và chưa có gia đình. Coi mỏi anh chàng Lộc ngưỡng mộ thầy Trương lắm. Một tuần sau, Lộc mời thầy Trương đến nhà chơi một lần cho biết. Tạo hóa đã sắp đặt sẵn rồi, nên khiến xui cho Lộc đưa đường Trương đến gặp Cúc. Sự quen biết này đã đem đến cho Cúc bao nhiêu là niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ suốt quãng đời còn lại của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 2 Bơi qua bể khổ của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.